Hi, chào các bạn, đến với video bán nát tập số 207 của mình với một cái arc ở server mới, rất mới, server số 147, server 147. Tuy nhiên mới nhưng mình nói luôn là cái tức lực của nó cũng như cái sự đoàn kết active của server là tốt hơn hẳn, tốt hơn nhiều. Đặc biệt là ví dụ như đây là mình so sánh với S135 đúng không? Cái hiệu tranh đoạt thì nó là cái điều gì đó mình vẫn nói là cái cán cân chính xác để đo cái sự active của server. Chơi trong một server active có khả năng hoạt động cao thì mình cho rằng đó là một cái niềm vui trọn vẹn trong game của V8. Bởi vì nó có sự ganh đua, nó sẽ khác biệt hơn rất nhiều so với việc cái cuộc chơi nó thiếu đi cái sự ganh đua. Đấy. Còn với ác này thì như thế nào? Trước tiên là hết sức ấn tượng với lượng kim cương lên tới hơn 32.000 kim cương. Đội hình sử dụng thì đang là đội hình nữ hổ, một trong những đối trọng cực kỳ khủng khiếp của team nữ rắn. Thực sự trong các cái team đối đầu của mình hiện nay như là team tứ hồn hay là sáng thế rắn hay là gấu thì mình không ngán bằng cái team là team nữ hổ, bởi vì cái đội hình xui, bởi vì cái lượng sát thương của nó gây ra cực kỳ khủng khiếp, tới từ cả Mai, tới từ cả Kula được hưởng búp công từ Shermie, ngoài ra thì Mai còn được hưởng lợi búp công từ cao nét nữa, cho nên cái lượng đam của nó thật sự rất là khó để cân đo đong đếm. Chi tiết các võ sĩ thì bao gồm có Shermie đã 7 sao, Mai cũng thế luôn, Kula thức tỉnh vũ khí, cao nét thức tỉnh vũ khí, Anis cũng thế, Yashiro thổ thì kiếm được hồn khí. Tuy nhiên khi mà chế độ tranh bá sáng thế nó ra rồi ấy, thì cái việc hồn của Yashiro được thức tỉnh, hay nói khác mình nói xa hơn được 5 sao ấy, nó là cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Đây này, trong cái chỗ này các bạn này, đây anh em nào chơi Yashiro thổ thì chú ý lên là cái gì nhỉ, dồn lực để mua cái mảnh này. Đấy, nó không gọi là khó đâu, không khó đâu, bạn ấy cũng mua 36 mảnh rồi này đúng không, 100 mảnh có khó cái gì. Đấy, hơn nữa thì cái tính năng này nó cũng mới ra nên thành ra là nó cũng chưa nhiều giải tích tụ, nó cũng như hồn khí chít hoàn. Các bạn ấy nhìn thấy bên server thì các server thì hồn khí chít hoàn 5 sao là chuyện bình thường, nó không có điều gì gọi là quá hiếm nữa khi mà nó kiếm được một cách free, các bạn đã kiếm được free. Còn mình một cái nữa là mình trích môn đúng không, Mai mình tin rằng lục môn rồi, đây là quân chủ lực của team. Đấy, nó được hưởng lợi từ rất nhiều phía khác nhau. Đấy, rất nhiều phía khác nhau. Đây Shermie thì tứ môn, anh em nào mua ác về thì là người lục môn nhá. Đấy, nó tăng thêm công thủ HP rất nhiều thứ. Đấy, có thể thì nó bạn tắt cái lục môn của nó đi để cho nó hoàn thiện hơn. Đấy, nhưng mà phải nâng lên lục môn thì nó sẽ tối ưu. Mai lục môn, Anis thì đang trong quá trình nâng lên nhị môn, thì bạn nào mua về thì nâng lên. Đấy, mảnh miếc đủ đấy, mà đã 6 sao rồi đấy. Yêu đi cái cao nét thì bạn nào mua về thì nâng lên thêm phát nữa đúng không, thành cái gì nhị môn thì nó sẽ có hữu dụng hơn rất nhiều. Tầng nhị môn là tầng rất quan trọng, tương tự như vậy đối với Yashiro thổ, mảnh Yashiro thổ còn dễ kiếm hơn cả cái hồn vũ khí của nó. Trong chế độ là chế độ võ đài bạn hãy đổi. Cái này không khó. Về danh sách võ sĩ mà ác này đang có cả cặp dị nhưng mà không dùng tới. Server mới lên bạn đừng có hỏi vì sao là 4 sao, hiểu hết sức là bình thường thôi. Và nó trong đội hình 2 các bạn ạ. Bên dưới này còn có ca phẩy, tổng là thiếu 8 võ sĩ. Túi đồ mà ác này đang sở hữu khá nhiều liệu hồn sách. Đây là hồn vũ khí của Foxy, 200 tới 288 mảnh vạn năng. Bạn ấy đang âm mưu một cái điều gì đó đúng không, mà lại không nâng lên 6 sao. 240 mảnh vạn năng là nâng được 6 sao rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi ok, anh em nào mà mua ác này thì mình khuyên cách dùng mảnh vạn năng như sau. Trước tiên là sẽ up cho thằng cái gì nhỉ, mình xin lỗi, up cho Anis nó lên trạng thái là trạng thái tứ môn đi, bởi vì Anis sẽ là cái thứ mà không thể thay đổi được trong đội hình này. Đấy, thứ hai là lượng kim cương nhiều như thế này thì chúng ta sẽ phải toan tính thêm một vài thứ. Theo mình tốt nhất thì lên dành cho Terry 2k3. Nạn nhân phải ra đi đó chính là Kula, mặc dù Kula rất là mạnh, do đó thì mình đề xuất là nâng Kula lên tới tầng nhị môn thôi là được rồi. Đấy, còn đâu thì dành cho Terry 2k3. Số mảnh vạn năng còn lại thì lên đầu tư cho Karnet, bởi vì team hỏa hay team hồ không thể nào thiếu Karnet được. Nó sẽ kết hợp cùng với Terry 2k3, kết hợp cùng với Mai. Còn Shermie thì các bạn có thể sân siêu giữa việc giữ hoặc là để lại. Giữ lại thì mình vẫn nghĩ rằng rất là tốt, đặc biệt khi đối đầu với những team có Leo La Dị, có Kula, hoặc là bất kỳ một cái team nào nó có hai Voxy nữ thôi, thì Shermie sẽ thể hiện một cái sự bá đạo của nó trong cả độc chiêu tuyệt kỹ. Đấy là gợi ý của mình cho các anh em nào mua này. Còn lượng kim cương thực sự còn quá nhiều, cho nên là vẫn còn rất là nhiều hướng khác để các bạn suy nghĩ. Đây là chưa kể quay mèo các bạn nhé. Hôm nay 26 rồi, mùng 1 này chưa đến tuần nữa đâu thì quay mèo, lượng kim cương nó còn tăng lên nhiều, rất nhiều nữa. Giá của ác này là 800k, một cái giá mình cho rằng cũng rất là hời. Bạn nào ác liên hệ với mình trong số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 207 lúc đầu nói này, 207.